Mới đây, lễ bốc thăm chia bảng ASEAN 2022 đã diễn ra. Theo đó, U23 Việt Nam nằm ở bảng B, với hai đối thủ rất mạnh là Iran và Ả Rập Xê Út cùng Mông Cổ. Đáng chú ý, lứa U23 Việt Nam tham dự ASEAN 2022 chỉ là đội hình B do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, còn đội hình 1 sẽ rèn luyện cùng huấn luyện viên Chu Xie cho các mục tiêu khác. Bởi vậy, ASEAN 2022 đã khó càng thêm khó với U23 Việt Nam của ông Tuấn Con. Tuy nhiên, ở vòng bảng ngoài 12 suất là hai vị trí đầu của 6 bảng được đi tiếp, còn có 4/6 vị trí thứ 3 xuất sắc nhất được lọt vào vòng trong. Theo BLV Quang Huy, đấy chính là cơ hội của U23 Việt Nam tại ASEAN 2022. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hướng về một suất thứ 3 xuất sắc nhất thôi. Các đối thủ khác trong bảng đấu là Iran và Ả Rập Xê Út quá mạnh nên khó cho chúng ta, BLV Quang Huy nhận định. Là người trong cuộc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới đây cũng chia sẻ những khó khăn của đội ngay từ giai đoạn chuẩn bị hướng tới U23 Đông Nam Á 17/26/8 và sau đó là ASEAN 2022. Lúc này đội mới chỉ có 17 cầu thủ ở buổi tập sáng 29 tháng 7. Chúng ta biết giải vô địch quốc gia, V-League hạng nhất, hạng nhì, còn thi đấu, nên một số cầu thủ chưa thể góp mặt. Nếu lên không đúng thời gian, các cầu thủ có thể bỏ lỡ một số trận đấu chuẩn bị trước giải. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã lường trước điều này, nên có trận nào sẽ chuẩn bị trận đấy. Các cầu thủ tập trung sau sẽ không gặp vấn đề, bởi bản thân họ cũng đã có những trận đấu ở câu lạc bộ rồi. Lực lượng U23 Việt Nam tập trung chưa đầy đủ, có cầu thủ lên trước, nhưng cũng có cầu thủ lên sau. Chúng tôi đã có kế hoạch sau khi tập huấn ở Hà Nội, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain tại Thái Lan. Đó là trận duy nhất trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á. Khác với U23 Việt Nam tại ASEAN 2022 thì đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á lại rơi vào bảng đấu dễ thở. Chúng ta thuộc bảng F với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp Indonesia, Brunei, khả năng lớn sẽ là Brunei. Nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu này, BLV Quang Huy chia sẻ, nhiều người đã nghĩ ngay về vòng loại thứ 2 của kỳ World Cup trước. Khi đó chúng ta khó khăn hơn, đối mặt UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Giờ bảng đấu có 4 đội thôi và không có kình địch Thái Lan. Philippines thì dễ chơi rồi, đáng ngại có Iraq và phần nào là Indonesia nữa thôi. Bảng đấu này na ná lần trước nhưng ta sẽ thuận lợi hơn. Đội tuyển Việt Nam bước đầu đang làm quen tốt với phong cách của huấn luyện viên Chu Xie sau trận thắng Syria 1-0. Không có trận đấu dễ dàng trong bóng đá. Tôi nghĩ tất cả các đội trong bảng này đều có tham vọng vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đó là lý do tại sao đây là một bảng đấu khó khăn. Đối với chúng tôi, đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện bộ mặt mới của mình. Tuyển Việt Nam có tham vọng vượt qua vòng loại. Tôi và các cầu thủ có 3 tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Huấn luyện viên Chu Xie chia sẻ về kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2026. Khi được hỏi, liệu tuyển Việt Nam có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng không? BLV Quang Huy tiếp, Iraq họ vẫn trên cơ chúng ta. Ở vòng loại thứ 2 lần trước, UAE lúc đầu dù có khó khăn nhưng cuối cùng vẫn vươn lên đầu bảng, Việt Nam chúng ta đứng thứ 2. Giờ ở vòng loại thứ 2 hiện tại, vị trí nhì bảng cho Việt Nam là khả thi. Chúng ta cũng không quá cần thiết phải cạnh tranh ngôi đầu bảng với Iraq. So với vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam hiện tại cũng có khó khăn nhất định, nhưng bảng đấu thuận lợi hơn trong việc cạnh tranh suất đi tiếp.